Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với Trung tâm Sài Gòn Academy. Video clip hôm nay là video clip giới thiệu về khoa học xuất nhập khẩu. Thầy là Trần Quang Vũ, sẽ phụ trách khoa học của chúng ta. Nếu các bạn đang tìm kiếm một khóa học nhằm trang bị kiến thức nghiệp vụ xuất nhập khẩu cho mình, cũng như là để nâng cao trình độ nghiệp vụ, thì video hôm nay sẽ là dành cho bạn. Bởi vì hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho bạn về cái khóa học của Trung tâm Sài Gòn Academy. Đây là khóa học xuất nhập khẩu. Và video clip này sẽ giúp cho các bạn trả lời được 7 câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất là tại sao chúng ta lại tham gia khóa học xuất nhập khẩu này? Câu hỏi thứ hai là khóa học xuất nhập khẩu này là dành cho ai? Câu hỏi thứ ba là khóa học xuất nhập khẩu này bao gồm những nội dung gì? Đây là nội dung chính của video clip hôm nay của chúng ta. Bởi vì các bạn cần biết chúng ta sẽ học những cái nội dung gì để giúp ích cho công việc của bạn. Câu hỏi thứ tư là học xong thì có làm được cái công việc thực tế hay không? Câu hỏi thứ năm là phương pháp học như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất? Câu hỏi thứ sáu là học phí của khóa học là bao nhiêu? Và câu hỏi cuối cùng là học viên có được những cái quyền lợi gì khi tham gia khóa học xuất nhập khẩu này? Thì đây chính là toàn bộ cái nội dung của video clip hôm nay của chúng ta. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên trả lời câu hỏi thứ nhất là tại sao chúng ta lại tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Lý do thứ nhất là các bạn muốn tìm được một công việc ổn định và có thu nhập cao. Trong quá trình giảng dạy cho các bạn thì thầy có nhận thấy là nhiều bạn đang làm việc ở một lĩnh vực này nhưng mà muốn chuyển sang lĩnh vực xuất nhập khẩu để có được cái công việc tốt hơn. Thì điều đó là hoàn toàn chính đáng và các bạn đang lựa chọn đúng hướng. Tại vì thứ nhất là hiện nay là cái tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam của chúng ta rất là cao, 14% một năm, gấp hơn 2,5 lần tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Một điều thứ hai nữa là Việt Nam đang hội nhập với các nước trên thế giới, vì vậy là cơ hội và triển vọng rất là cao. Chúng ta có 66.000 doanh nghiệp đang hoạt động xuất nhập khẩu và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của năm 2022 năm nay dự kiến là khoảng 700 tỷ đô la, gấp 2,4 lần GDP của Việt Nam. Và trong lĩnh vực xuất nhập khẩu này, người ta đang thiếu khoảng 18.000 lao động có tay nghề. Như vậy thì đây là cái cơ hội để các bạn có thể làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Mức lương trung bình là từ 9 đến 14 triệu đồng trên một tháng. Lý do thứ hai các bạn tham gia cái khóa học xuất nhập khẩu này là các bạn muốn phát triển bản thân để thăng tiến trong công việc. Tức là các bạn đang làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu mà các bạn muốn được phát triển để nâng cái trình độ của mình lên. Do đó các bạn cũng sẽ được hưởng cái thu nhập nó cao hơn. Thì khóa học này cũng sẽ giúp cho các bạn những cái kiến thức. Một là kiến thức về chuyên môn. Cái thứ hai nữa là giúp cho các bạn am hiểu về nghiệp vụ. Và cái thứ ba nữa là giúp cho các bạn có được những cái kỹ năng mềm trong giao tiếp, trong phối hợp công việc để các bạn thăng tiến trong công việc. Lý do thứ ba đó là các bạn muốn thay đổi công việc để tìm kiếm cơ hội mới. Tức là các bạn đã làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu này rồi, nhưng cái vị trí các bạn đang làm, công ty của các bạn đang làm không còn phù hợp với các bạn nữa. Bởi vì nó sẽ có một cái nhu cầu như thế này các bạn. Khi các bạn làm một cái công việc và kéo dài một cái khoảng thời gian nhất định, và khi trình độ của các bạn được nâng cao, các bạn thấy rằng cái công việc hiện tại nó không đáp ứng được cái yêu cầu phát triển của các bạn, thì các bạn sẽ có nhu cầu chuyển đổi công việc. Chuyển đổi công việc ở đây là chuyển đổi từ công ty này sang công ty khác, nhưng cái tính chất công việc của chúng ta là không thay đổi, tức là chúng ta vẫn làm xuất nhập khẩu. Thì đây chính là cái lý do thứ ba nhằm giúp cho các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm được những cái công việc mới để thăng tiến phát triển nghề nghiệp của mình. Như vậy thì đây chính là ba cái lý do mà các bạn cần phải tham gia cái khóa học xuất nhập khẩu này. Trả lời câu hỏi thứ hai là khóa học này là dành cho ai? Thì chúng ta sẽ có ba cái chủ thể chính. Một là những người chưa biết gì về lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Đây chính là cái chủ thể quan trọng của chúng ta. Phần lớn các bạn đến với cái khóa học của Trung tâm Sài Gòn Academy thì thường là các bạn chưa biết gì về xuất nhập khẩu. Thì khi các bạn chưa biết gì về xuất nhập khẩu thì các bạn sẽ phải cần được tư vấn, hỗ trợ và nắm được cái quy trình để các bạn có thể làm được cái công việc thực tế. Hai là những người đang làm việc tại các công ty xuất nhập khẩu nhưng muốn nâng cao trình độ. Trong thực tế hiện nay có một cái nhiều bạn đang làm công việc xuất nhập khẩu nhưng các bạn không hiểu được cái tính chất, cái nghiệp vụ chuyên môn cũng như là bản chất của từng nghiệp vụ. Vì vậy là các bạn muốn học một cách cơ bản, bài bản và nâng cao nhằm giúp cho các bạn có thể hiểu được các cái nghiệp vụ các bạn đang làm và nâng cao cái trình độ chuyên môn của mình. Thì những người này cũng phù hợp để tham gia cái khóa học xuất nhập khẩu này. Và cái chủ thể thứ ba cũng rất là quan trọng, đó là những người làm công tác quản lý điều hành. Tức là chúng ta đang giữ một cái vị trí quản lý của một cái doanh nghiệp và chúng ta muốn điều hành các bạn để các bạn nhân viên làm thực hiện theo cái công việc của mình để hoàn thành nhiệm vụ do công ty giao phó. Trên thực tế thì Trung tâm Sài Gòn Academy có tổ chức nhiều cái khóa học dành cho nhân viên của các công ty xuất nhập khẩu. Nếu bạn đang là người quản lý điều hành của công ty thì bên mình cũng có các cái khóa học dành riêng cho nhân viên công ty để giúp nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các bạn. Và trên thực tế thì Trung tâm Sài Gòn Academy cũng tổ chức nhiều cái lớp học cho các cái công ty từ quy mô nhỏ cho đến quy mô lớn. Vì vậy thì đây chính là cái chủ thể thứ ba khóa học này hướng đến. Trả lời câu hỏi thứ ba là khóa học này sẽ bao gồm những nội dung gì? Đây là cái phần chính của chúng ta. Khóa học bao gồm những cái phần như sau, phần 5 phần. Phần thứ nhất là nghiệp vụ ngoại thương. Trong cái phần này thì sẽ trang bị cho các bạn cái kiến thức về tập quán thương mại Incoterm, hợp đồng ngoại thương và bộ chứng từ xuất nhập khẩu. Sau khi các bạn học xong phần này, các bạn có thể biết đọc hiểu được một cái hợp đồng ngoại thương, thậm chí có thể soạn thảo được các cái điều khoản của hợp đồng. Cái thứ hai nữa là các bạn vận dụng được các cái tập quán thương mại quốc tế Incoterm vào cái điều kiện của hợp đồng của chúng ta. Và cái thứ ba nữa là các bạn có thể đọc hiểu được bộ chứng từ cũng như là soạn thảo các cái chứng từ để các bạn hoàn thành cái nghiệp vụ của mình. Khối kiến thức thứ hai là cái khối kiến thức về thanh toán quốc tế. Các bạn sẽ được tìm hiểu về tỷ giá hối đoái, các cái phương tiện thanh toán quốc tế là hối phiếu, xét và các cái phương thức thanh toán quốc tế phổ biến như là nhờ thu chuyển tiền và phương thức tín dụng chứng từ. Sau khi học xong cái phần này, các bạn sẽ có thể vận dụng được việc áp dụng cái tỷ giá vào công việc xuất nhập khẩu của các bạn, sử dụng hối phiếu, làm các cái lệnh chuyển tiền, làm các cái lệnh nhờ thu cũng như là liên hệ với ngân hàng để xử lý cái thư tín dụng, hoàn thiện bộ hồ sơ theo quy định của thư tín dụng. Thì đó là những việc mà các bạn có thể làm được sau khi các bạn kết thúc cái phần này. Nội dung thứ ba là cái phần về vận tải bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Các bạn sẽ được học về cái vận tải bằng đường biển cũng như là vận tải bằng đường hàng không. Các bạn cũng sẽ nắm được cái nghiệp vụ về thuê tàu, các vận đơn đường biển, vận đơn đường hàng không và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Thì sau khi học xong cái phần này, các bạn sẽ biết được là chúng ta sẽ thuê tàu như thế nào. Chúng ta sẽ làm một cái SI, tức là Shipping Instruction, như thế nào để chúng ta nộp cho hãng tàu sẽ phát hành vận đơn cho chúng ta, và chúng ta mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu như thế nào. Thì đây là những gì mà các bạn có thể làm được sau khi các bạn học xong cái phần này. Cái phần thứ tư cũng rất là quan trọng, đó là cái phần về thủ tục hải quan, khai báo hải quan cho một cái lô hàng xuất nhập khẩu. Các bạn sẽ nắm vững được các cái nghiệp vụ về hải quan như trị giá hải quan, mã hạch, xuất xứ hàng hóa, thuế xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành, tờ khai hải quan, quy trình thủ tục hải quan và thực hành khai hải quan trên cái phần mềm ECOS 5. Thì sau khi học xong cái phần này, các bạn có thể lên được một cái tờ khai và khai báo hải quan cho một lô hàng. Phần cuối cùng là cái phần về pháp luật hải quan. Các bạn sẽ nắm được cái quy định của luật hải quan cũng như là của luật thuế xuất nhập khẩu. Và dựa trên cái quy định này, các bạn sẽ tránh những cái sai sót có thể xảy ra trong quá trình chúng ta tác nghiệp. Như vậy thì đây chính là toàn bộ cái nội dung của cái khóa học xuất nhập khẩu cơ bản và nâng cao của chúng ta.
Và sau khi các bạn kết thúc khóa học này, các bạn nắm được một cái quy trình tổng thể và các bạn cũng có thể làm được một cái những cái công việc rất là cụ thể cho từng cái vị trí trong các cái khâu nghiệp vụ xuất nhập khẩu. Rồi, đó là câu hỏi thứ ba. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi thứ tư là sau khi chúng ta học xong thì chúng ta có làm được công việc thực tế hay không? Thì đây là một cái câu hỏi lớn và nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sự cố gắng và nỗ lực của học viên. Để các bạn có thể trả lời được câu hỏi này, các bạn cần phải làm tốt ba cái nội dung như sau. Thứ nhất là mỗi bài học của chúng ta đều có các bài tập và các bài thực hành cũng như các bài kiểm tra. Các bài này nó sẽ rất là hữu ích cho các bạn để giúp cho các bạn gắn cái lý thuyết với cái công việc thực tế đang diễn ra. Như vậy, nếu các bạn làm đầy đủ tất cả các bài tập này, các bạn sẽ làm quen dần với cái công việc thực tế. Thứ hai nữa là khóa học này sẽ trang bị cho các bạn 20 bộ chứng từ xuất nhập khẩu. Các bạn lưu ý ha, 20 bộ chứng từ xuất nhập khẩu, rất nhiều bộ chứng từ. Và trách nhiệm của các bạn cố gắng học đầy đủ tất cả các bộ chứng từ này thì các bạn sẽ nắm toàn bộ cái nghiệp vụ của cái khóa học. Và cái thứ ba nữa là thầy là giảng viên và thầy sẽ hỗ trợ cho các bạn trong suốt quá trình học và kể cả sau khi các bạn kết thúc khóa học, bạn làm công việc thực tế thì thầy vẫn tiếp tục hỗ trợ các bạn. Nếu các bạn tận dụng được ba cái cơ hội này thì các bạn hoàn toàn có thể làm được công việc thực tế sau khi chúng ta kết thúc khóa học. Trả lời câu hỏi tiếp theo là cái phương pháp học xuất nhập khẩu như thế nào thì để đạt hiệu quả. Hiện tại thì tại trung tâm Sài Gòn Academy thì chúng ta sẽ có hai cái phương pháp học các bạn. Phương pháp thứ nhất là các bạn học online tương tác trực tiếp với giảng viên, tức là tương tác trực tiếp với thầy. Cái phương pháp học này thì được rất nhiều bạn có thể nói là lựa chọn. Tại vì đối với các bạn thì các bạn khi các bạn tham gia khóa học, các bạn mong muốn là được học trực tiếp với giảng viên để nếu có những cái câu hỏi nào các bạn vướng mắc, các bạn có thể đặt ra câu hỏi ngay lập tức. Và khi các bạn học trực tiếp như vậy thì trong khóa học của chúng ta thì chúng ta cũng có nhiều học viên và những học viên này thì cũng có những cái kiến thức nền tảng rất là khác nhau. Có những bạn đã đi làm rồi và vì vậy là các bạn có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình để rút kinh nghiệm cho các bạn khác. Thì đây, tuy nhiên thì cái phương pháp học này thì nó có một cái hạn chế là chúng ta học vào một cái khung giờ cố định. Và vì vậy là những bạn đang đi làm, các bạn ví dụ như các bạn có một cái khoảng thời gian, các bạn không bố trí được cái khoảng thời gian theo cái lịch học cố định như vậy thì nó cũng các bạn cũng không tham gia được. Thì đây cũng là một cái nhược điểm của nó. Thì để khắc phục cái nhược điểm này, chúng ta sẽ có một cái hình thức thứ hai là chúng ta sẽ học qua video. Các bạn lưu ý là mỗi bài giảng trực tiếp như vậy thì thầy đều có ghi hình lại và post lại vào group Zalo của chúng ta vào ngày hôm sau để các bạn hoàn toàn có thể xem lại video bài giảng nếu không may hôm đó các bạn bận công việc, các bạn không tham gia được khóa học. Như vậy là các bạn vừa học trực tiếp với giảng viên và các bạn vừa có video clip để xem lại không giới hạn. Điều này giúp cho các bạn ôn tập lại cái kiến thức đã học một cách dễ dàng và vì vậy là cũng nâng cao cái chất lượng của khóa học hơn. Câu hỏi thứ 6 là học phí của khóa học là bao nhiêu? Học phí của khóa học thì nó sẽ phụ thuộc vào chính sách học phí của từng trung tâm. Nếu các bạn tìm kiếm trên Google thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có ba nhóm các cái trung tâm với ba mức học phí khác nhau. Một là các cái trung tâm với học phí thấp, ví dụ như là Edumon, Gihito và Unica. Thì đây là những cái khóa học mà chúng ta học qua video ghi hình sẵn, chúng ta không tương tác trực tiếp với giảng viên. Thường thì học phí của các khóa học này là thấp, dưới 1 triệu đồng. Cái nhóm trung tâm thứ hai là học phí trung bình từ 1 đến 2 triệu đồng. Học phí của trung tâm Sài Gòn Academy rơi vào nhóm này, học phí trung bình. Nguyên lý do tại sao trung tâm Sài Gòn Academy duy trì cái chính sách học phí này đó là vì trung tâm muốn lan tỏa kiến thức đến tất cả các bạn học viên, bởi vì học phí cũng là một trong những vấn đề được các bạn quan tâm rất là nhiều. Bởi vì và một điều nữa là tại trung tâm Sài Gòn Academy thì các cái học viên thì thường là đến từ các cái tỉnh thành phố rất là xa các cái trung tâm. Thì những học viên này
thì nếu mức học phí cao có thể là một trở ngại lớn đối với các bạn. Vì vậy là trung tâm Sài Gòn Academy duy trì mức học phí trung bình từ 1 đến 2 triệu đồng. Mức học phí cụ thể các bạn hãy xem trên cái website của trung tâm. Nhóm thứ ba là nhóm có học phí cao. Nhóm trung tâm có học phí cao, đây là những trung tâm thì đã có thương hiệu, đã có uy tín, và vì họ là có thương hiệu, họ đầu tư để phát triển thương hiệu, vì vậy học phí của họ cũng khá là cao, học phí rất cao, từ 3 triệu đồng trở lên. Như vậy thì tùy vào cái nhu cầu của các bạn và tùy vào cái khả năng tài chính của các bạn có thể lựa chọn cái khóa học phù hợp với các bạn. Và câu hỏi cuối cùng, trả lời câu hỏi cuối cùng là học viên có được quyền lợi gì khi tham gia khóa học tại trung tâm Sài Gòn Academy này? Học viên sẽ được 3 cái quyền lợi cơ bản như sau. Thứ nhất là học viên sẽ được giảng viên hỗ trợ suốt đời trong quá trình làm việc. Tức là trong quá trình học là đã được hỗ trợ rồi, nhưng sau khi kết thúc khóa học, học viên vẫn được tiếp tục hỗ trợ để giúp cho các bạn có thể làm được cái công việc thực tế tại công ty xuất nhập khẩu. Cái thứ hai nữa là học viên được bảo lưu khóa học trọn đời. Tức là bây giờ chúng ta đã tham gia khóa học xuất nhập khẩu rồi, chúng ta làm công việc thực tế, sau một khoảng thời gian nữa, 1-2 năm sau, chúng ta vẫn có thể quay trở lại lớp học để chúng ta tiếp tục cập nhật kiến thức mới phục vụ cho công việc của mình miễn phí với khóa tiếp theo. Và cái thứ ba nữa là chúng ta luôn được cập nhật kiến thức mới, những cái thay đổi trong quy định về pháp luật, những cái nghiệp vụ mới thì các bạn sẽ được cập nhật để giúp cho các bạn hoàn thành được cái tốt cái công việc của mình trong công ty. Như vậy là thầy vừa trình bày cho các bạn về toàn bộ cái nội dung liên quan đến cái khóa học xuất nhập khẩu của trung tâm Sài Gòn Academy. Thầy tóm tắt lại cái khóa học của mình trong video clip hôm nay thì giúp cho các bạn trả lời được 7 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tại sao các bạn lại phải học xuất nhập khẩu. Câu hỏi thứ hai là khóa học xuất nhập khẩu này là dành cho ai. Câu hỏi thứ ba nữa là khóa học xuất nhập khẩu lại bao gồm những nội dung gì. Câu hỏi thứ tư là học xong thì các bạn có làm được công việc hay không. Câu hỏi thứ năm là cái phương pháp học như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất. Câu hỏi thứ sáu là học phí của khóa học là bao nhiêu. Và câu hỏi thứ bảy là cái khóa học này các bạn sẽ được quyền lợi gì khi tham gia khóa học. Thì hy vọng là sẽ gặp các bạn trong cái khóa học sắp đến. Các bạn tìm hiểu về khóa học, các bạn hãy click vào đường link bên dưới. Các bạn có câu hỏi liên quan đến khóa học, các bạn hãy comment nội dung ở bên dưới để thầy tư vấn cho các bạn. Và mong gặp các bạn trong các khóa học sắp đến. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào các bạn.